Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Tận, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Trường Lưu Thủy, ngày Quý Tỵ tức can khắc chi, nghĩa là thủy khắc với hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Trường Lưu Thủy kỵ tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỵ Sửu, Đinh Dậu, Kỵ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Tỵ lục hợp với thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Thân, Bính Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Hỏa Điều tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao Kim Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương hay còn gọi là sao Diệt Môn xấu mọi việc, sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi việc, sao Tiểu Hao xấu về giao dịch, mua bến, mua bán, cầu tài lộc, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Nguyệt Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao Thần Cách kỵ về tế tự, sao Sát Chủ xấu mọi việc, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm xấu mọi việc, sao Nguyệt Hình xấu mọi việc, sao Ngũ Hư kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Độc Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Và đặc biệt á, ngày 9 tháng 2 năm 2022, tức là ngày 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Sát Chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ, vì vậy không nên làm những công việc trọng đại bất kể là đối với tuổi nào trong ngày hôm nay. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Tây Bắc. Và sau đây mời các bạn muốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2022, mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm. Cái điều này mang tới cho bạn có được nhiều tin vui về tài lộc khi bạn tuổi Tý cảm thấy tự tin hơn trong các quyết định quan trọng ngày hôm nay. Với những buổi gặp gỡ cùng bạn bè trong những ngày đầu năm mới cũng trở nên ý nghĩa hơn và bạn nhận được nhiều lời khuyên đáng giá cho mình nữa. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có họa thủy xung khắc. Cái điều này khiến cho con đường tình duyên của bạn không được như ý muốn. Trong thời điểm có nhiều khó khăn như hiện tại, đối phương chẳng những không thông cảm cho bạn mà còn liên tục trách móc vì bạn không dành nhiều thời gian cho người ấy. Có lẽ mối quan hệ của hai bạn sẽ khó duy trì nếu không vượt qua được nút thắt lần này nhé. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này khiến cho con đường tình duyên của bạn không được như ý muốn. Trong thời điểm có nhiều khó khăn như hiện tại, đối phương chẳng những không thông cảm cho bạn mà còn liên tục trách móc vì bạn không dành nhiều thời gian cho người ấy. Có lẽ mối quan hệ của hai bạn sẽ khó duy trì được nếu không vượt qua được nút thắt lần này bạn tuổi Tý nhé.
Và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ngày này theo hại thượng lạn ông, nhân thần nằm ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Vì vậy với bạn tuổi Tý nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Ngày này, tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày Quý Tỵ, ngày mùng 9 tháng Giêng, cũng là ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy, với bạn tuổi Tý không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay, như thế là khai trương, xuất hành, cưới gả, hay là xây cất, hay là ký kết những hợp đồng có giá trị để tránh những rủi ro xảy ra với mình. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình tài lộc có dấu hiệu bị giảm sút. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đề phòng có kẻ tiểu nhân lừa gạt hay là thừa cơ lấy trộm về tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, người làm kinh doanh buôn bán cần phải xem xét kỹ càng các vấn đề về tài chính. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, chớ có vội vàng nghe theo những lời đường mật của những kẻ không đáng tin cậy. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, con đường tình duyên ám đạm, đôi lứa dễ nảy sinh tranh cãi. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 57, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này cho thấy vận trình của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều điểm sáng và bạn tuổi Sửu từ phương diện công việc cho tới chuyện tình cảm, mọi thứ đang diễn tiến một cách tốt đẹp, với những mâu thuẫn còn tồn đọng trước đó sẽ sớm được xử lý ổn thỏa, và đây là thời điểm lý tưởng để cho hai bạn tính tới chuyện kết hôn hoặc là sinh thêm con nữa rồi nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này sẽ hỗ trợ cho công việc của bạn ngày hôm nay gặp được nhiều thuận lợi. Nếu như trước đó bạn vẫn còn khá do dự và bất an về con đường mà mình đã lựa chọn, thì ngày hôm nay bạn trở nên quyết đoán hơn hẳn khi tin tưởng vào năng lực cũng như là những kinh nghiệm quý giá đã tự tích lũy bấy lâu nay của mình. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, và đây là cơ hội tốt để cho bạn có thể cải thiện được tình hình sức khỏe hiện tại của mình. Bạn nên cố gắng đi ngủ sớm và ăn những đồ dễ tiêu vào những buổi tối, sẽ cảm thấy tinh thần của mình được sảng khoái hơn vào sáng hôm sau bạn tuổi Sửu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, quý nhân xuất hiện chỉ dẫn đường đi nước bước để giảm bớt những khó khăn hiện tại của bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, mọi việc đang rối ren bỗng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có được sự quyết đoán mạnh mẽ để quyết định dứt khoát những vấn đề đang còn tồn đọng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, dứt khoát tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm của bạn không có gì đáng phải lo ngại, mối quan hệ tiến triển được tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 88, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Dần cần phải cẩn thận trong ngày hôm nay. Bạn đừng có để cho bản thân mình mắc kẹt trong những quy định, luật lệ, hệ thống ngày hôm nay. Bởi ngày này bạn cần phải thoát ra khỏi các quy tắc, các nguyên tắc để tận hưởng trọn vẹn sự thoải mái về mặt tinh thần, nếu như bạn muốn thực sự có được một ngày thoải mái đến với mình. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần,
lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được nhiều cơ hội về tiền bạc. Tiền bạc được dồi dào, bạn tuổi Dần đang có được những nguồn thu từ những nghề tay trái và bạn có thể sẽ tìm được những đối tác phát triển có triển vọng trong tương lai, đem lại lợi ích không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai nữa. Vì vậy, bạn tuổi Dần cần phải giữ mối quan hệ bền vững với những đối tác này nữa nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của bạn cũng không có gì đáng phải lo ngại. Mối quan hệ tiến triển được tốt đẹp và để có được hạnh phúc bên nhau, cả hai đã cố gắng rất nhiều cho nên luôn biết trân trọng tình cảm hiện tại mà mình đang có nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, vận trình bấp bênh, sóng gió bủa vây. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa có xu hướng trở nên thiếu kiên nhẫn, dễ nổi nóng với bất cứ ai. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ chú ý kiểm soát sự nóng nảy của bản thân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc giữ cho đầu óc của mình luôn tỉnh táo sẽ có lợi hơn cho tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim mâu thuẫn về chuyện tình cảm đang còn tồn đọng trước đó sẽ được xử lý ổn thỏa. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 72, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên tài hỗ trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão thu hút được nhiều tiền bạc trong ngày hôm nay về túi của mình. Với bạn tuổi Mão, nhờ sự chăm chỉ, cố gắng trong suốt khoảng thời gian vừa qua, bạn sẽ nhận được mức tiền lương, tiền thưởng xứng đáng, thậm chí là vượt quá kỳ vọng của mình nữa. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có mộc hỏa tương sinh, cho nên bạn mệnh tuổi Mão đang có được vận trình tình cảm khá khởi sắc. Bạn tuổi Mão thỏa mãn và trân trọng với hạnh phúc mà mình đang có và hơn ai hết, bạn biết điều mình cần là gì, người quan trọng với mình là ai, chỉ cần đúng là người đó thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Và ngày này, xem tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày Quý Tỵ, ngày mùng 9 tháng Giêng. Đối với bạn tuổi Mão đang chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao Thiên Dương, sao Tiểu Hồng Sa, sao Đại Hao, sao Hoang Vu, sao Nguyệt Hỏa, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm, sao Thần Cách, sao Nguyệt Hư, sao Độc Hỏa, sao Nguyệt Hình. Và ngày hôm nay là ngày sát chủ, vì vậy với bạn tuổi Mão không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay, như thế là cưới gả, khai trương, xuất hành hay là xây cất về nhà cửa hay là ký kết những hợp đồng có giá trị. Vì vậy, bạn cần phải sắp xếp công việc sao cho hợp lý để tránh những rắc rối xảy ra với mình bạn tuổi Mão nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, bạn cần phải hết sức thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói để tránh họa thị phi bủa vây. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, họa từ miệng mà ra, chớ vì vui quá mà nói lời thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đừng nên cố gắng thể hiện cái tôi của mình trong ngày hôm nay khi bạn đang phải chịu nhiều hung tinh tác động. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, hãy cứ khiêm tốn, hòa nhã để giữ được sự bình yên cho mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình yêu nở hoa kết trái, các cặp đôi sẽ có được nhiều tin vui. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 64, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022.
Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn sự nghiệp được thuận lợi, bạn có được cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, giúp cho bạn phát huy được năng lực sở trường của mình, khẳng định được vị thế của mình và bạn hãy sẵn sàng để nhận nhiệm vụ này bạn tuổi Thìn nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn đó, cũng đang gặp được ngày có hỏa thổ tương sinh. Cái điều này cho thấy chuyện tình cảm vợ chồng của bạn trong ngày hôm nay cũng có được sự hòa hợp, vượt qua được những sóng gió trước đó để giữ được hạnh phúc của mình. Bạn mệnh tuổi Thìn thỏa mãn với những gì mà mình đang có, trân trọng hạnh phúc của bản thân. Và ngày này với bạn tuổi Thìn là lúc phù hợp để cho cả hai tìm cách đạt được những mục tiêu mới trong cuộc sống. Khi cùng chung lòng, chung sức thì với bạn sẽ dễ dàng đạt được những thành công trong tương lai của mình nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, đề phòng rủi ro về tài chính có thể gặp phải trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ có thể thua lỗ một khoản không hề nhỏ khi quá tự tin vào bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc cần phải hết sức thận trọng trong các quyết định về đầu tư, kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, vận trình tình cảm được khởi sắc rõ rệt. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, hãy thỏa mãn và trân trọng với hạnh phúc mà mình đang có. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 97, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay với bạn sẽ có được nhiều cảm hứng để sáng tạo, có mục tiêu để nâng cấp bản thân mình hơn nữa. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, việc gì cũng cần phải bình tĩnh và bạn nên học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người giỏi hơn mình trước cái đã nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này khiến cho tâm trạng của bạn khá nóng nảy, thường vì những vấn đề nhỏ nhặt mà xảy ra tranh cãi với nửa kia của mình. Đôi khi chỉ là những chuyện thường nhật, đáng lẽ ra không có gì để gay gắt với nhau, nhưng lời qua tiếng lại thế lại trở thành xảy ra tranh cãi lúc nào không hay. Người đó vượt qua khỏi giới hạn nhưng không đủ đáp ứng được mong mỏi của riêng bạn, như thế thì chỉ có mình thất vọng mà thôi. Do đó với bạn tuổi Tỵ cần phải biết rõ vị trí của mình ở đâu để đừng có quá mơ mộng, chỉ nỗ lực từng ngày để cho bản thân mình cảm thấy được tốt hơn, như thế là đủ rồi. Đừng có thôi thúc ép người khác hoàn tất mọi mong muốn của riêng mình, điều này là khá vô lý bạn tuổi Tỵ nhá. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, có được nhiều cơ hội phát huy năng lực của bản thân mình trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, vận thế công danh sự nghiệp lên cao, tiền đồ rộng mở. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, dễ dàng chinh phục được đỉnh cao mới, tiến thẳng về phía trước. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, đừng có vội ngủ quên trên chiến thắng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tâm trạng nóng nảy, đôi lứa dễ xảy ra sự tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 75, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này mang tới cho bạn có được những mối quan hệ tốt đẹp đến với bạn trong ngày hôm nay và họa trở thành chỗ dựa tuyệt vời để cho bản mệnh. Trong khi bạn gặp phải những vấn đề khó khăn, bạn hãy biết trân trọng lòng tốt mà họa dành cho bạn nữa bạn tuổi Ngọ nhé.
Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, do ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh, cái điều này sẽ làm cho bạn gặp phải đủ loại khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Với bạn, khó mà đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí có những việc tưởng chừng như là đã hoàn thành nhưng lại gặp trở ngại, cho nên dẫn đến thất bại là điều khó có thể tránh khỏi. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng giêng năm Nhâm Dần và ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay để tránh những rủi ro xảy ra với mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, đào hoa nở rộ, tình duyên phơi phới. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không bỏ lỡ cơ hội giành lấy hạnh phúc thuộc về bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, các cặp đôi tiếp tục duy trì được mối quan hệ tốt đẹp. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, con đường công danh sự nghiệp được suôn sẻ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp được cải thiện. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 66, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày có được sức mạnh tuyệt vời, có thể thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tích cực nhất. Và bạn tuổi Mùi có thể có được những tư vấn cho bạn trong những cách tư duy hay là hợp tác làm ăn hay là đường hướng đi phù hợp với mình cho tương lai nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày của thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhất là đối với những ai đang làm những công việc liên quan tới nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, khoa học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, ngành nghề tự do. Nhiều người có được những thành tích rất đáng ngưỡng mộ trong ngành nghề của mình nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này cũng cho thấy với bạn đang khá hài lòng với mối quan hệ tình cảm hiện tại mà mình đang có. Người ấy tạo cho bạn có được cảm giác ấm áp, an tâm của một gia đình và bạn vẫn hằng mong ước. Đổi lại, bạn cũng luôn cố gắng đem đến cho gia đình những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu của mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, sự tự tin tăng vọt, không còn do dự như trước đó. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, tin tưởng vào năng lực cũng như là kinh nghiệm của bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, ngập tràn hy vọng về những điều tốt đẹp ở phía trước. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hài lòng với mối quan hệ tình cảm hiện tại mà mình đang có. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, luôn cố gắng đem đến những điều tốt đẹp nhất cho người thân yêu của mình trong gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 71, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn gỡ rối được những vấn đề khó khăn, thoát khỏi được những rắc rối trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Thân đang có được tư duy trở nên cởi mở hơn, ngắn gọn hơn và đi vào đúng trọng tâm, cho nên ngày hôm nay với bạn công việc trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn đừng quá tự tin vào nhận định của mình và cũng đừng có tin lời đường mật của người khác, kéo lại khiến cho bạn thua lỗ một khoản tiền không hề nhỏ. Do đó, bạn mệnh cần phải hết sức thận trọng trong các quyết định về đầu tư, kinh doanh, kéo lại tiền mất tật mang, thất thoát là điều khó có thể tránh khỏi được.
Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, làm cho bạn đang có điểm báo, chuyện tình yêu của bạn cũng có nhiều u ám. Cái điều này cũng khiến cho bạn có thêm nhiều nỗi buồn phiền ở trong lòng. Có vẻ ngày hôm nay không phải là ngày may mắn tới với bạn, chỉ khi vì chút chuyện nhỏ nhặt cũng có thể xảy ra tranh cãi, khiến cho cả hai bạn nảy sinh những vấn đề mâu thuẫn với nhau, khó có thể hóa giải được một sớm một chiều nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, các mối quan hệ của bạn trở nên hài hòa hơn, tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa có cái nhìn tích cực hơn về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ chưa thực sự tập trung vào công việc, dễ mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc nên sớm chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim nên quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 28, số 50, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, người tuổi Thìn, người tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn đang có được vận may trong ngày hôm nay, khi với bạn đang có được tin vui trong chuyện tình cảm. Những bạn đang còn độc thân có được nhân duyên rất tốt đẹp với những người khác giới, và nếu như bạn chủ động mở rộng lòng mình hơn, bản mệnh sẽ có không ít cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Bạn cũng đừng có mãi khép chặt trái tim mình và chối bỏ hạnh phúc đến với mình như vậy bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Dậu cần phải thắt chặt trong việc chi tiêu, quản lý về tài chính cẩn thận hơn, chớ nên tiêu xài một cách hoang phí quá mức, bởi vận trình tài lộc của bạn đang khá ảm đạm. Với bạn tuổi Dậu có thể sẽ phải đối mặt với họa phá tài rất lớn, tiền bạc bị mất mát là khó có cách nào giải quyết được. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim khắc với hỏa. Cái điều này nhắc nhở bạn nên quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân. Có một vài căn bệnh cũng có thể sẽ phát sinh trong thời gian này. Vì thế, bạn đừng chủ quan cho rằng mình đã khỏe cho nên không cần phải tập luyện hoặc là quá lơ là về chế độ ăn uống mỗi ngày. Nhớ là đừng có bao giờ coi thường về sức khỏe của chính bản thân mình bạn tuổi Dậu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, kế hoạch về hợp tác làm ăn, đàm phán với khách hàng diễn ra được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, người làm công ăn lương có được thu nhập khá, có thể sẽ được thưởng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đối với những người kinh doanh buôn bán có một ngày buôn may bán đắt. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc nên tìm cách cân bằng giữa sự nghiệp và chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim nên dành thêm thời gian hơn để quan tâm ở bên người thân của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 55, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điểm này đem lại cho bạn có thêm được sức mạnh để cho bạn luôn chắc chắn và kiên định với hướng đi của mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất cần phải mở rộng mối quan hệ xã giao, chứ đừng có cô lập bản thân mình với mọi người xung quanh như vậy bạn tuổi Tuất nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho hỏa vượng. Cái điều này báo hiệu cho bạn sẽ có được một ngày vui tươi, sinh động về chuyện tình cảm. Với bạn tuổi Tuất hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm vì điều này. Tình yêu nở hoa kết trái, các cặp đôi sẽ tính tới chuyện kết hôn, vợ chồng mới cưới, có thể đón tin vui về con cái nữa rồi.
Xem tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần và ngày này là ngày sát chủ, vì vậy với bạn tuổi Tuất không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là khởi công, tạo thác, cưới gả hay là xây cất về nhà cửa, khai trương, xuất hành để tránh những rủi ro xảy ra với mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa cần phải thắt chặt trong vấn đề chi tiêu, quản lý về tài chính cẩn thận hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, vận trình tài lộc ảm đạm, đề phòng hỏa phá tài đến gần. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc có nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt về tài sản vì mù quáng tin người. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim nên kiểm tra kỹ càng, tránh chỉ tham cái lợi trước mắt mà để sập bẫy của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tình cảm vợ chồng được hòa hợp, giữ gìn hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 59, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi dần, tuổi hợi. Tử vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay, trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào, bạn nên chú ý quan sát và lắng nghe đa chiều hơn, bởi những điều bạn trông thấy tận mắt hoặc là nghe tin đồn chưa chắc đã là sự thật. Bạn đừng có suy nghĩ võ đoán để hành động sai lầm nông nổi bạn tuổi hợi nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn có kế hoạch gì trọng đại thì nên tạm hoãn lại. Đây không phải là ngày tốt để cho bạn thực hiện những công việc trọng đại hay là đi những tour du lịch. Đừng có mải mê theo đuổi những chuyến đi và rồi sẽ một khoảng thời gian bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, có những rắc rối sẽ ập đến lúc nào không hay. Tốt nhất là bạn nên ở nhà thả lỏng và tận hưởng những phút giây thư thái thì sẽ được tốt hơn. Và bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, bạn mệnh nên nhớ là trong ngày hôm nay khi gặp phải tình huống khó xử, thế bí trong công việc, bạn hãy coi như là đây là một bài học đắt giá, bạn cần phải xem xét lại để rút kinh nghiệm, không mắc phải những sai lầm tương tự trong lần sau. Về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có điềm báo, cạnh tranh, bất hòa có thể xảy ra. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, tránh thể hiện quan điểm cá nhân quá gay gắt. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, thái độ không đúng mực, dễ tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân nắm thóp để hạ bệ. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, làm gì cũng phải thận trọng, đề cao về cảnh giác. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, con đường tình duyên không được suôn sẻ như ý muốn. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 77, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.